cái đồng hồ này này là rất rất là cháy hàng từ xưa đến giờ. Cái LV đâu còn hai cái thế thôi, nghỉ khỏe. Trời thần thiên địa. Thôi mấy cái còn một hai cái nghỉ khỏe. Trời thần thiên địa. Mấy cái mà còn một hai cái thì lai làm cái gì à? Trời ơi là trời. Tôi khổ thật sự luôn. Khổ ghê vậy đó. Nhiều khi mấy cái mà còn còn một hai cái là không muốn like luôn á. Một hai cái là không muốn like. Hàng về mà về có một hai cái, còn có một hai cái là không muốn like tí nào. Trời thần thiên địa. U là trời trên tầng lầu. Mệt mỏi mệt mỏi. Cái này chắc là còn nhiều phao. Coi cái này còn nhiều không? Đây cái này cái mới về, cái tôi đeo 4 năm. Coi cái này còn nhiều không? Con Gucci này này. Thề luôn con này là con mới về này. Con này em dùng 4 năm. Các chị cứ nhìn thì con dùng 4 năm với cái con là vừa mới về hàng. Nó khác nhau cái gì? Cái này cái lầu cái Gucci này em dùng 4 năm rồi. Con Gucci này em dùng 3 năm rưỡi gần 4 năm. Với con mới về này đấy, hàng nhà em Trang ấy, buôn bán ấy, ở trên mạng người ta bán nhiều lắm. Nhưng quan trọng là cái chất lượng hàng nha mấy chị. Hàng nó phải sao? Hàng nó phải như thế nào? Thì nó mới xứng đáng với cái đồng tiền các chị bỏ ra. Người ta like hàng ấy, like một đằng người ta gửi một nẻo. Các chị sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thứ nhất là nhà em á, em buôn bán xưa giờ ấy, là em không cho kiểm tra hàng. Ha, em không cho kiểm tra hàng. Nhân viên comment số tài khoản đang sử dụng của chị đi nào. Nhân viên comment số tài khoản đang sử dụng của chị đọc số tài khoản cho khách hàng. Nhà em nha, buôn bán là trung thực. Em chỉ bán cái em xài. Và bán cái y chang như trên live stream. Mỗi một người một quan điểm bán hàng. Trên thị trường người ta bán ship code. Người ta vừa ship code vừa cho kiểm tra hàng. Còn nhà em Trang là không ship code. Không cho kiểm tra hàng. Ai cũng có thể nói em Trang là chảnh chó với bán khó. Nhưng mà đó là cách lựa chọn của em. Các anh chị có tiền mua hàng chỗ nào cũng được. Em có hàng em sẽ bán cho những người phù hợp với chính mình. Thứ nhất là nhà em á, là mỗi một ngày em xuống chung cư nhà em á, là em thấy mấy anh shipper các anh đến ship hàng cho khách. Khách người ta 4 năm bà mua hàng, khui hàng ra quăng đầy dưới mặt đất ấy, để kiểm hàng, để soi hàng. Thì dĩ nhiên rồi các chị, các chị bỏ tiền đi mua hàng là các chị phải được quyền kiểm tra hàng. Nhưng riêng với shop em là không có kiểm tra hàng nha mấy chị. Tại vì em đã kiểm hàng rất là kỹ trước khi mà em gửi đi cho khách hàng. Trách nhiệm của em là kiểm tra hàng kỹ lưỡng để khách hàng nhận hàng không có lỗi phải. Nếu có lỗi gì các anh chị chỉ cần chụp hình gửi lại bên em. Bên em sẽ phục vụ đổi trả một một và bên em chịu phí ship nha. Nên là các anh chị thông cảm giùm em. Thông cảm giùm em nha. Em buôn bán là trung thực. Bởi vì là nhà em mà có nhiều Atifan. Mà em đã chiến đấu với Atifan là chúng sẽ phá em. Mà chúng nó phá em là em bắt buộc phải có những chế tài để đảm bảo cái việc mình không bị lỗ. Đó.